Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Moto. Trúc Moto số điện thoại 0768447735. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha mọi người nha. Anh em có mua, có bán, có trao đổi xe luôn. Thì anh em nào mà đang cần nhượng lại những con xe mình không sử dụng nữa hoặc dư xe muốn nhượng lại bên em thì alo bên em ha. Em sẽ tới tận nhà xem xe và mua trực tiếp ha. Thì anh em nào muốn bán thì cứ kết bạn qua Zalo số 0768447735 và gửi hình chi tiết báo giá ok, giá cả hợp lý thì em sẽ tới tận nhà em mua nha mọi người nha. Và bên em là chuyên mua bán những dòng xe có giấy tờ chính chủ sang tên được nha mọi người nha. Còn những con xe mà không có sang tên được, không đổi chủ được thì bên em không mua bán và không giao dịch nha anh em. Rồi, bên em cửa hàng em bán có hỗ trợ vận chuyển xe, ship xe cho anh em từ Nam tới Bắc nha, toàn quốc ship xe tới nhà. Anh em chỉ cần xem video yêu thích xe thì cứ chốt cọc em sẽ ship xe tặng nhà cho tất cả mọi người mọi nhà. Rồi, anh em theo dõi kênh em mấy lâu nay thì chắc đã biết rồi ha. Anh em nào xem video chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ bật chuông ta ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo giúp em nha mọi người nha, để theo dõi những video em mới ra ha. Còn anh em nào yêu thích em hơn nữa thì cho em một lượt like, một lượt share và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha mọi người. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Bên em muốn review giới thiệu với tất cả mọi người một con xe của nhà Honda. Em này là huyền thoại luôn đó mọi người, già trẻ lớn bé gì đều biết hết nha. Em này là Honda CB400 Super 4 Revo đời 2008, đăng ký lần đầu 2008, xe hải quan chính ngạch nha anh em nha. Xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, chính chủ, biển số Sài Gòn 59A328144, biển số 9 nút, rất là đẹp nha mọi người nha. 59 là đầu số Sài Gòn, đây, biển số 28144, biển số 9 nút, rất là đẹp, rất là ok. Xe màu đen bóng, đăng ký lần đầu 2008. Xe này có xài chìa hít nha anh em nha, đây chìa hít, chìa khóa hít. Đây nó sẽ lâu lâu nó sẽ chớp, nó chớp đỏ nè anh em, nhận dạng chìa hít. Xe này là phun xăng điện tử FE. Đó, phun xăng điện tử FE. Sử dụng động cơ 4 máy nha anh em nha, 4 xi lanh thẳng hàng 4 máy. Xe màu đen bóng nha mọi người nha, hải quan chính ngạch, nguyên zin 100%, chưa thay thế phục tùng, chưa có sửa chữa gì hết nha mọi người nha. Thì đây là những cái đây 4 máy nó thẳng hàng nha mọi người nha, 4 xi lanh thẳng hàng và có làm mát bằng nước nha mọi người nha, mát bằng nước, máy zin nha mọi người, máy chưa sơn dặm tuốt gì hết đó anh em ơi. Đây, nguồn xăng điện tử FE nha mọi người nha, chạy rất lợi xăng, rất là ok, cây bô rinh luôn, nổ rất là im. Màu đen bóng nha mọi người nha, tem bọng các thứ còn nguyên zin. Đây, rất là đẹp. Dòng này thì anh em chắc biết nhiều rồi ha, anh em chơi xe chắc rành rồi. Cái máy con này thì cực kỳ bền, cực kỳ êm, êm ru thôi anh em ơi. Chạy nghe tiếng âm thanh bô nó nổ rất là sướng tai nha anh em nha. Cái bô này là bô ring của xe, theo xe chứ không phải là bô nổ, bô chế gì nha mọi người. Nổ rất trầm ấm, rất là lịch sự. Nay vỏ trước vỏ sau dài cua nha mọi người nha. Đây, em quay chi tiết ha, rất đẹp luôn. Cái dòng này là của bô nó bằng sắt nha mọi người nha. Nó chạy nóng máy nó sẽ ngả màu vàng, chiếc nào cũng vậy ha anh em ha. Thậm chí những con xe đời mới nhất bây giờ cũng vậy thôi. Đây tem zin nha. Xe rất là đẹp mọi người ơi. Màu đen bóng. Đây số máy nó đây ha anh em ha. NC42 1003907. Đúng đời 2008 nha anh em nha. Hải quan chính ngạch, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật về nha mọi người nha. Xe này sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật nha mọi người nha, xuất về thị trường mình, nhập khẩu nguyên thùng về nha anh em. Đây tem là toàn là chữ từ chữ Nhật không nha mọi người nè, rất là bền bỉ. Xe này là bền bỉ xuyên thời gian luôn đó mọi người. Máy của nó rất là im, xí này em test máy anh em nghe ha, im cực kỳ. Xe nguyên zin nha mọi người nha. Đây, phuộc phiết gấp rồi và làm nhôm nguyên khối nha mọi người. Rất là đẹp luôn.
rin hết nha anh em. Xe rất là đẹp. Máy thì em thì thầm như xe đạp điện thôi. Dòng xe 4 xi lanh 4 máy mà nó nổ rất là êm nha anh em. Trúng cây bô rin nữa, nổ nghe tuyệt vời lắm anh em ơi. Xe CB400 ở hải quan chính ngạch nha mọi người nha. Kiếm một con xe đẹp đã khó rồi mà xe giấy tờ đã là chính chủ, ngay chủ bên em bán là chiếc nào cũng được sang tên và đổi biển số được hết nha anh em nha. Xe này là xe hải quan nữa, sang tên toàn quốc. Rồi em để máy thử mấy anh xem ha. Đây, odo của em nó là được 33.216 cây nha anh em nha. Đấy, này là báo giờ nha mọi người. Đó, giờ này là 1 giờ. Đây báo xăng, đó, đồng hồ điện tử hết nha anh em. Đây em bật lại cho anh xem ha. Đây là nhận dạng chì hít nha mọi người nha. Đó. Rồi em đề thử ha. Máy rất là tuyệt vời mọi người ơi. Dòng CB400 này, Super4 này, Revo này thì nó nổ rất là tuyệt vời tại nha mọi người nha. CB400, Super4, Revo. Xe cực kỳ đẹp, cực kỳ rin. Cái bô này là bô rin nha mọi người nha. Nổ rấm ấm lắm. Anh em nghe tiếng máy nè. Bô rin nha mọi người nha. Tiếng máy đặc trưng của dòng CB Super4 rất là tuyệt vời. Chạy ra ngoài đường anh em đang chạy là cảm giác máy nó chưa nổ luôn nha anh em nha. Em cực kỳ em cỡ đó đó. Đặc biệt cái dòng này là vào số chạy nó khác biệt lắm hoàn toàn nha mọi người nha. Lúc chạy và lúc nổ máy cái máy nó sẽ khác. Anh em vào số chạy máy cực kỳ êm hơn nữa. Xe hoàn hảo mọi người ơi, mua về chế xăng vào chạy thôi. Cực đẹp nha mọi người. Xe hải quan nha anh em nha. Em xin nhắc lại là xe giấy tờ hải quan. Nó cái xe những con xe này mà giấy tờ hải quan thì nó rất là ít xe. Đó, đa số là xe giấy tầm bậy tầm bạ không nha anh em nha. Hồn này xác kia không chứ không có xe hải quan đâu. Xe giấy đi đường là nhiều. Xe cam về cũng nhiều. Xe này là xe hải quan nhập khẩu nguyên chiếc. Đèn sau nó đây anh em ơi. Đèn cò xi nhan các thứ đầy đủ nha mọi người. Xi nhan đây, trái phải đầy đủ hết á. Trước sau đầy đủ hết nha anh em. Không thiếu cái gì hết. Gấp pha đầy đủ luôn anh em. Đó. Dòng này là hai đĩa trước nha anh em nha, hai đĩa trước một đĩa sau là ba đĩa. Vột này cũng rất ok luôn nè. Theo dầu rin, vột rin, dĩa rin, mâm rin, rin hết nha mọi người. Rin nguyên con. 208 tới giờ cỡ này là còn quá xuất sắc nha mọi người nha, cho một con xe hải quan chính ngạch, xe nhập khẩu, xe đập thùng. Đồ rin hết nha mọi người nha. Dòng này thì trẻ lớn nhỏ gì đi được đều được nha mọi người nha. Hú rất là đã tai nha anh em nha. Rồi anh em nào yêu thích con này thì alo cho em nha. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0768447735. Bên em bán bao rút hồ sơ gấp, bao sang tên cho tất cả mọi người từ Nam tới Bắc. Anh em nào muốn ký ủy quyền 20 năm chạy thì bên em có hỗ trợ ký luôn nha. Em xe này em đang đứng ủy quyền lần 1 nha mọi người. Ủy quyền lần 1 đó. Còn anh em nào muốn ủy quyền tiếp theo thì em ủy quyền, còn ủy quyền được luôn. Còn anh em nào muốn sang tên thì ký giấy mua bán sang tên thôi. Xe chính chủ,
Rồi. Anh em nào xem video chưa ấn đăng ký kênh, nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em nha mọi người nha. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua. Anh em nào cảm thấy video hay thì cho em một lượt like, một lượt chia sẻ nha mọi người nha. Chia sẻ đến mọi người, mọi nhà cùng xem ha. Và em quên báo giá, xe này em bán với giá là 225 triệu nha anh em nha. 225 triệu cho một em Honda CB400 Super 4 Revo đời ngã 2008. Xe hải quan chính ngạch, biển số Sài Gòn, biển số 9 nút cực đẹp. Máy móc tất cả phục tùng trên xe là đều nguyên zin, chưa có thay thế, chưa có làm gì hết. Đấy. Máy thì thủy thầm mùa xuân boring. Máy cực kỳ êm. Quá đã anh em ơi. Còn này mà xách đi phượt thì nhất nách ra anh em ha. Đi phượt rất là ok. Rồi, 225 triệu. Anh em yêu thì thích thì alo dừng giúp em ha. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye và hẹn anh em những vào những cái video clip tiếp theo ha. Bye bye.